Thất giới truyền thuyết tác giả Tâm Mộng Vô Ngân chương mở đầu trên mảnh đất Trung Hoa xinh đẹp huyền bí, cả ngàn năm nay đều không ngừng lưu truyền những truyền thuyết bí ẩn. Và những câu chuyện được mọi người quan tâm nhất vẫn là về thuật trường sinh bất tử, từ cổ chí kim, phàm nhân ắt tử, nhưng chéo ngoe thay, nhân loại ái sinh và hãi địa phủ Diêm La. Chính vì thế mà ai nấy đều theo đuổi giấc mộng trường tồn, khắc khổ truy tầm con đường bất tử, nhân loại tức vạn vật linh trường. Vốn chiếm ưu thế về trí tuệ nhưng vẫn không dễ dàng gì trong việc tìm hiểu phép trường sinh, biết bao nhân sĩ tài cao trí rộng, không ngừng nghiên cứu, suy nghĩ bằng tất cả thời gian. Sinh lực vẫn không thể nắm được ý nghĩa thật sự của bất tử, tuy nhiên giữa chốn giang hồ vốn nhiều ẩn sĩ kỳ tài, một số nhân sĩ tu chân luyện đạo đã nắm được phần nào quy luật của tạo hóa. Dĩ phàm nhân chi thân quyện quyền năng vô biên giữa linh khí cơ thể và bí bảo pháp khí để tạo khí thế chấn thiên động địa, lôi đình chi uy, nhìn Trung Hoa mảnh đất vô biên vô tận ấy. Duy chỉ Trung Nguyên là nơi chủ phú phồn hoa với lượng dân cư trú chiếm đến 80-90% tổng số người. Còn những khu vực hoang sơ các hướng Đông Tây Nam Bắc kia đều là những vùng rừng thiêng nước độc hoang tịch hẻo lánh, đó là nơi các loài quái thú yêu tinh cư ngụ, trong số đó. Không ít những con yêu ma quỷ quái giáp tâm tu luyện hòng có ngày tu luyện được hình người, đột phá tam giới ngũ hành, đồng thời. Trong chốn thâm sơn bí lâm này còn gọi là thần châu cùng ẩn tàng không ít những thần kỳ, cả tiên Phật đạo ma, yêu quái quỷ linh đều cùng tồn tại. Chỉ có những lời dị linh chân tu này mới quy ẩn giữa núi rừng, tránh mặt sự đời, trải qua hàng ngàn năm tiến hóa và thay đổi, trên mảnh đất thần châu lẫy lừng đã tràn ngập những kẻ chân tu. Nhưng những người thật sự nổi tiếng thì như lá mùa thu, rất hiếm. Trong khoảng 500 gần đây, dân gian truyền tụng một đoạn Đông Giao tiên Phật đạo ma ngũ phái tề. Yêu linh quỷ quái lục viện tự, chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng đã miêu tả được các phái tu chân khác biệt trên thần châu. Câu tiên Phật đạo ma ngũ phái tề ấy tức ám chỉ ngũ đại phái trong giới chân tu. Trong ngũ đại phái bao gồm cả tứ tông tiên Phật đạo ma, đứng đầu trong giới tiên là tiên kiếm môn, giang hồ xưng danh đệ nhất thần châu với việc tu luyện tiên kiếm là chính, đứng thứ nhì là Phật. Ý chỉ Phật tông, là nơi thần bí nhất của Phật môn, thứ ba là đạo tức vô vi đạo phái cũng chính là nơi khởi nguyên của đạo gia, thứ tư là ma ám chỉ hai nơi, ma giáo và ma thần tông. Là ma phái đệ nhất ác, ngũ phái này lấy chân tu là chính, tuy phân chính tà nhưng cả ngũ phái đều theo đuổi một con đường duy nhất thuyết trường sinh. Họ rất ít quan tâm đến thế sự và đa số đều mai danh ẩn tích. Còn câu yêu linh quỷ quái lục viện tự có phía là 6 tòa biệt viện ngự trị tại 6 vị trí khác nhau trong thần châu với 6 thế phân thiên hạ cân bằng. Lục viện này nói này ý chỉ lục viện chân tu là để diệt quái khứ yêu, bảo vệ nhân gian, bất kỳ yêu linh quỷ quái nào đều không tha, nhất quyết giữ vững thế gian an bình trong lục viện. Đứng đầu là thiên kiếm viện tại đỉnh núi Thái Huyền, tương truyền đã có 2.000 năm lịch sử và là đại phái vang danh trong giới chân tu, và cũng đã 500 năm rồi. Vô thường kiếm thuật vẫn đứng đầu bảng và vững vị trong giới võ thuật chân tu. Truyện sắc hiệp https://tiuyenfull.vn. Thứ hai là Phật môn Bồ Đề học viện, nghe nói là nằm ẩn khuất trong núi Cửu Hoa. Nơi rất ít người biết đến, học viện này được biết là nơi chân tu thần bí nhất của Phật môn, các đệ tử có nguồn gốc từ đây đều là những cao thủ kiệt xuất. Ai cũng có tu hành cao thâm và uy chấn thiên hạ. Thứ ba là đạo viện, sĩ đạo gia chân tu vi chủ, đó là tiên phủ danh tiếng nhất của đạo môn dưới chân núi Thiên Sáng, theo kể lại. Đạo viện là nơi tu luyện chính thức của vô vi đạo phái, là phái có lịch sử lâu dài nhất trong lục viện gần 3.000 năm. Nó có nguồn gốc từ tự Quảng Thành Tứ Phái là phái chính tông và bí hiểm của đạo gia, đã có 200 năm không xuất trần thế rồi, đứng thứ tư là Nho Viện, nghe nói là nơi chân tu của Nho gia. Là nơi rất hiếm trong thiên hạ, như thiên hạ đều biết, Nho gia đều là những thư sinh và luôn phản đối những thuyết quái lực loạn thần.
vì thế mà việc họ chân tu khiến cho thế nhân cảm thấy rất khó hiểu, nhưng thiên hạ thật sự có tồn tại một nơi như thế. Tại thành Lạc Dương chư danh, xếp vị trí thứ 5 là Phụng Hoàng Thư Viện. Tương truyền là học viện chỉ dành cho nữ giới chân tu, học viện này đã tồn tại được hơn ngàn năm và trong nhiều năm qua, nơi đây đã cho ra đời vô số những hiệp nữ vang danh thiên hạ. Điều đó mang đến cho Phụng Hoàng Thư Viện không ít danh tiếng, đồng thời cũng bao lần làm chấn động giới chân tu, đây quả thật là nơi phái chân tu đặc biệt chỉ toàn nữ đệ tử. Nhưng họ cũng đã giành được một mảnh đất riêng cho mình trong thiên hạ vô biên, trở thành một trong 6 biệt viện nổi danh nhất, thứ 6 cũng là vị trí cuối cùng thuộc về. Bichi Bien Kua Tei Sok Tai Xuyen Sei Ra Toa Huk Bien Arti Di Si Biet Bak Dik Vien Kua Tei Sok Tai Xuyen Dei La Toa Huk Vien Ra Dak Bien. Dịch viên của Tây Thục Thái Xuyên, đây là tòa học viện rất đặc biệt và khác với những phái chân tu khác. Những học viện kia đều lấy chân tu làm đạo nhưng dịch viện lại lấy tu tâm làm chủ. Chân tu vi bổ, tu học vi bản, dịch viện thu nhận hai loại đệ tử, học từ phổ thông chuyên học tập tứ thư ngũ kinh, thi từ khúc phú, loại thứ hai là đệ tử chân tu. Học tập chân tu bí pháp để trở thành kẻ chân tu đích thực trảm yêu trừ ma, vì thế mà đệ tử dịch viện không phải ai cũng là sĩ tử chân tu với những bí kỷ đạo thuật thần thông. Ngoài những truyền thuyết về ngũ phái lục viện thì từ những lời truyền giáo của các cao nhân chân tu cá biệt thì người đời còn lưu truyền một thuyết khác về tam gian thất giới vực thiên nhân, nhân. Tức giới nhân gian, cũng tức là giới chân tu, đây là khoảng không gian rộng lớn nhất giữa thiên địa giới, là nơi có thế lực mạnh nhất trong thất giới truyền thuyết và dân số cũng đông nhất. Trong đó số người chân tu cũng rất nhiều, nếu nguồn sức mạnh này kết hợp lại thì sẽ trở thành nguồn lực mạnh mẽ nhất trong giới thiên hạ, chỉ tiếc rằng giữa các phái chân tu, nghi kỵ còn nhiều. Chia rẽ môn phái vẫn tồn tại, do đó thế lực phân tán, quảng nhi bất tề, và ngoài giới chân tu của nhân gian, thiên đầy huyền bí ám chỉ ba không gian vô cùng thần bí, trong truyền thuyết. Trên đỉnh Thanh Vân, cửu thiên hư vô giới, là không gian huyền ảo nhất, tương truyền những chân tu sĩ tử ở đây đều là những người đã đạt được cảnh giới chân tu cao nhất, vượt qua cửu thiên kiếp. Đắc đạo thăng thiên, trở thành thiên tiên và cư trú tại đây, họ có thể thọ tựa đất trời, vĩnh sinh bất tử, nhưng truyền thuyết này trong nhiều ngàn năm qua chưa ai chứng thực được. Không gian thứ hai là Vân Chi Pháp Giới, theo truyền thuyết, những sĩ tử chân tu sống ở nơi này có tu hành cao thâm và có thực lực ngang ngửa với những cao nhân thiên tiên giới. Nhưng do trong lúc vừa thiên kiếp thất bại mà phải tiến hành binh giải, nên trở thành địa tiên, và nơi này chỉ những tân tiên mới có thể ra vào, đạo hạnh thấp đừng mong bước được chân vào đó. Vân Chi Pháp Giới, này được đặt tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, rất là thần bí, nhưng trước đến giờ không ai biết Phiêu Miểu Phong nằm ở đâu, ngoài hai nơi này. Còn một nơi nữa gọi là Thiên Chỉ Đô, nằm trên đỉnh Thiên Đô, nơi ngọn của cây thần thụ vạn năm, tiếc thay, rất ít người từng nhìn thấy cây thần thụ khổng lồ đó. Cho nên Thiên Chi Đô cũng được xem là nơi dị thường thần bí, nơi đây tập trung nhiều dạng dị linh chân tu giả khác nhau, những vị này đều là những người sau khi đắc đạo mà ẩn cư tại đây. Sống một cuộc đời thần tiên, không lo sợ sinh lão bệnh tử, đây là nơi thiên đường trong mơ của bao kẻ chân tu nơi nhân gian, còn lại những nơi gọi là vực thì gồm ba không gian đặc biệt. Theo như truyền thuyết, ba khoảng không này bình hành với nhân gian nhưng lại nhỏ và chật hẹp hơn rất nhiều, chúng là ma vực, quỷ vực và bách thú yêu vực. Lối vào của ma vực nghe nói là dưới đáy của Tàng Thi Giang, một nơi cực kỳ nguy hiểm. Trong đó quái vật không những đông như kiến mà còn có những ma đầu có đạo hành cao thâm với uy lực mạnh đến hãi người, từ cổ chí kim. Những tên ma đầu trong ma vực này đã ba lần muốn xâm nhập vào nhân gian làm tanh hôi cả một khoảng trời, gây ra biết bao chết chóc cho bá tánh. Điều này khiến cho các cao thủ của giới chân tu vô cùng phẫn nộ, họ đã liên kết với nhau để cùng đẩy lùi lũ ma quái này trở về vực thảm và phong ấn lối vào nhân giới từ ma vực.
về quỷ vực thì theo truyền thuyết, nó nằm trong quỷ thành Phong Đô nhưng lối vào thì rất bí ẩn. Trong quỷ vực có vô số lệ quỷ và oan hồn lượn lờ khắp nơi, gió rít như tiếng người gào thét. Cảnh vật điêu tàn và u ám, vô cùng đáng sợ, người thường vào đây sẽ không còn đường sống, kẻ chân tu bước vào cũng khó mà tránh cái chết, bởi thế nó trở thành vực thảm hung tàn nhất trên thế gian. Còn Bách Thú Yêu Vực là nơi tụ tập của tất cả yêu quái trên thế gian, là nơi ở của vô vàn những yêu linh dị thú có đạo hành thâm sâu, đa số đều không liên hệ gì với nhân gian cả. Nghe nói rằng cửa vào nơi đây nằm tại ngũ đại động phủ của nhân gian, Bách Thú Yêu Vực được xếp hạng 2 trong ảo thú thiên động, và số người biết đến nơi này cũng rất hiếm. Tam gian thất giới trong truyền thuyết này, thật ra nhân gian vẫn là chính, 6 khoảng không gian kia nếu đem so với nhân gian, chúng thật sự chỉ là những khoảng không nhỏ hẹp, không đáng là bao. Và mỗi khoảng không ấy đều tồn tại dựa vào nhân gian, chỉ là chúng có những ranh giới phân biệt tạo nên những khoảng không độc lập, không cùng không gian thời gian với nhân gian mà thôi. Thần châu mênh mông bát ngát ẩn tàng biết bao bí ẩn thần kỳ, và câu chuyện trong quyển sách này cũng bắt nguồn từ Tây Thục của Thái Xuyên, tại Dịch Viện, từ đây mà làm chấn động cả thất giới. Để lại biết bao truyền thuyết cho hậu thế, hết chương mở đầu.